Chào chị ca. Hôm nay thấy đội bóng hơi An Chiểu, Đông Chiểu. Đội bóng hơi Đông Chiểu giao lưu với cả những đội bóng ở đâu chị ơi? Vâng, hôm nay câu lạc bộ bóng chuyền hơi của thôn Đông Chiểu có tổ chức giao lưu với lại hai đội bóng chuyền hơi của xã Ân Thi và Phượng Tường. Chúng tôi có tổ chức là giao lưu bóng chuyền để tăng cường sức khỏe ạ. Vâng, xin cảm ơn chị. Hello, bye bye. Chào các chị nhé. Và chúc các chị có một trận bóng đẹp. Hơi bị giói.
Điểm cho Liên Phương 11, 8,
19, 20. Phải vào. Rồi. Đặt bóng ra bên ngoài. Điểm tên gì? 20, 11. Cố lên đấy. Quá đấy.